Như vậy thì bây giờ cái năm thìn bữa nay, tôi kể với quý cô bác không phải là dễ đâu. Đó, như vậy là 60 năm trở lại một lần mà mình nói cái thìn lớn thôi. Còn mấy cái thìn nhỏ mà nước dưng nhỏ hay ngập nhà đồ này không kể, ngập nền nhà không kể, ngập lúc nhà mới kể. Đó, thấy ớn hồn quý cô bác. Như vậy thì bây giờ cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, mà bây giờ là chiều mai ngang. Năm 1939 hôm nay là 85 năm rồi. Đó, Đức Thầy cả đời truyền đạo 85 năm rồi. Bây giờ quý cô bác thấy rõ ràng. Đó, như vậy thì bây giờ Thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, gần thiên địa tuần đời sắp hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính kính lễ Đức Phật, thành kính kính lễ Đức Thầy. Kính thưa hội đồng bố tộc trong gia đình, kính thưa thím Năm cũng là chủ sự trong gia đình, hôm nay là cũng chánh lễ kỷ niệm cho chú Năm. Dạ. Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, thì lời nói đầu tiên của Năm Tiếp xin mượn cái mi này gửi đến toàn thể chư quý vị, chúc cho toàn thể chư quý vị được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, thì nhận xét hôm nay cũng là vào cái ngày 19 tháng 7 niên Giáp Thìn, mà trong gia đình như thế Năm đây và cũng như đồng đạo Phượng, thì trong các anh em trong gia đình đã lo tổ chức trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm cho chú Năm thật là chu đáo. Thì chúng tôi nhận xét tuy rằng hôm nay thì gia đình đã tổ chức làm cái chánh lễ kỷ niệm cho chú Năm, thì nó thật là với cái sự tinh nghiêm và cái tôn tất. Tuy rằng hôm nay cũng là chưa phải là đông lắm, nhưng với cái bổn phận trong gia đình đã làm là chuẩn bị rất là kỹ càng chu đáo. Và trong cái thời gian cái ngày mà chánh lễ cho chú Năm đó, thì như thế Năm và đồng đạo Phượng trong gia đình đây có tổ chức gần để là chưa đến cái thời cúng đó, thì đã lập ra một cái diễn đàn để làm lợi lạc cho là tất cả trong nhân sanh đem cái pháp của Đức Thầy mà truyền ban khắp nơi nơi trong bá tánh, rồi để hầu mọi người để thực thi làm theo đúng với cái ý nghĩa, cái khuôn phép và cái khuôn vàng thước ngọc mà của Thầy ra đời truyền đạo và ban cho tất cả chúng sanh trong thời kỳ này. Thế nên Đức Thầy cho biết rằng á, làm cho kẻ bạo ngửa nghiêng, đạo màu mở cửa nơi miền Nam bang. Đó, như vậy thì Đức Thầy nói á, là hôm nay Đức Thầy xuất hiện là ở tại cái tỉnh An Giang, mà Đức Thầy cho biết rằng hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh khỏi ái hà. Như vậy là thời kỳ này hạ ơn mạt pháp cùng cuối mà được một vị Phật là Thầy chúng ta lâm phàm để độ chúng, để là dắt dìu tất cả chúng sanh trong nhân loại trong thời kỳ này, thật là quý thai. Không thể nào chúng ta được cái mai duyên hạnh phúc vô cùng. Đây là được cái mai duyên hạnh phúc mà chúng ta đã được hưởng một cái nguồn ân giáo pháp của Thầy, mà Đức Thầy nói là không nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Tại sao quý cô bác quý đồng đạo? Vì Đức Thầy cho biết là lòng từ ái chứa chan thương bách tính, tái hồi tai họa Phật Dương Đà chỉ gõ mái diệu quyền để chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi, phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó, vì vậy cho nên Đức Thầy là lúc này tạm xa vắng tín đồ của Thầy nha quý cô bác. Tại vì Đức Thầy nói nè, trong khi Đức Thầy xa vắng mà Đức Thầy đã dặn dò tín đồ của Đức Thầy như thế này. Thầy nói đừng thở than bận đến lòng ta, để cho Thầy đi dạo ta bà đặng giải kẻ đường xa chưa rõ. Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo mình đừng có thở than,
đừng có than gian gì hết, tại vì Đức Thầy tạm vắng thôi, tạm đây ta mắc lui hài ha. Vì trên bệ ngọc chịu gài hồi quy, không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì bá gia. Như vậy thì thầy giả từ bổn đạo ngang. Đó. Vậy thì bây giờ thầy kêu mình phải gắng cố gắng làm y theo. Thì cái ngày gần đây Đức Thầy trở lại là ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bổn đạo, chế hề lãng sao chỉ lòng chớ có núng nao. Từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Thưa cùng quý cô bác, quý đồng đạo, chúng ta thấy trong cái cảnh là cõi thế trần này hao hết biết không quý cô bác? Biết là bao nhiêu cái cảnh vật nó hiện ra. Thì trước mắt đây thôi, bây giờ hôm nay á, thì tôi tâm sự với quý cô bác, quý đồng đạo khoảng chừng 30 phút đầu đó hen. Còn dành phần sau đó để cho anh Phương để nghi vấn những gì mà quý đồng đạo và bà con chúng ta còn hơi thắc mắc, và những cái câu mà giáo lý của Đức Thầy đó nha quý cô bác. Như vậy thì hôm nay tôi sẽ rút ra hai câu giảng của Đức Thầy để rồi tâm sự chuyện trò nhắc nhớ qua ngang. Chứ sự thật ra quý cô bác, trước mặt tôi đây là cái hàng tu lâu năm không à. Đó. Như vậy thì tôi không thể nào mà đứng đây mà để giảng thuyết cho quý vị và quý cô bác nghe được. Ở đây tôi chỉ tâm sự chuyện trò nhắc nhớ qua với câu mà Đức Thầy cho biết là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Vậy là kỳ này mình rủ nhau niệm Phật và rủ nhau cùng tu cùng tiến. Đó, chứ sự thật ra cái tuổi của tôi đây á, thì nó cũng còn nhỏ, đời đạo thì nó nói gì cô bác thì tuổi rất nhỏ lắm. Thôi thì để làm cái bổn phận mà tôi rút ra hai câu giáo lý của thầy á, mà Đức Thầy cho biết á, hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống găng trần thế. Mà bây giờ trao đổi hai câu vậy thôi nha quý cô bác. Bây giờ Đức Thầy cho biết nha, hội công đồng xem xét hẳn hồi, tại sao mà có cái hội công đồng quý cô bác? Như vậy là Đức Thầy cho biết là thường về là Phật tâu trần phải không? Nói vậy là Đức Thầy thường thường đi về bên cõi Phật. Ở đây á, Đức Thầy về bên Phật tại vì Đức Thầy nói là xưa nay không có mấy kỳ dương trần có Phật vị thì xuống đây. Bây giờ ông Phật là thầy mình Lâm Phàm để đem cái sáu giáo pháp dạy cho chúng sanh kỳ này tu để được trở về. Và sắp đến đây là cái đại là hội Long Hoa, mà thầy nói là đại hội Long Hoa đến là gì? Thầy nói là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiện đức đặng phò chân Chúa. Như vậy thì có sắp đến. Vì vậy cho nên là cái hội này là Đức Thầy về ở bên là cõi Cực Lạc Di Đà là đã sai là các là vị Phật nó kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Như vậy cho nên bây giờ Đức Thầy trở về bên cõi Phật hội công đồng nó xem xét hẳn hồi, và xem xét hẳn hồi rồi bây giờ sai chư tướng xuống găng trần thế. Chư tướng là thiên binh thiên tướng ở cõi trời á quý cô bác. Đó, như vậy thì bây giờ thưa cùng quý cô bác, thôi để cho tôi lận chút xíu nha. Bây giờ tôi và quý cô bác ngược lại dòng thời gian chút nha quý cô bác. Ngược lại dòng thời gian. Bây giờ là Đức Thầy nói con rồng mới nữa rút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Bây giờ có không quý cô bác? Bây giờ 1904 là một cơn bão từ ở ngoài Trung cho đến Cà Mau chết trên mười mấy ngàn người. Thấy không? Đó là mới là hồi 1904 nha. Rồi bắt đầu 1964 á là 60 năm là con năm giáp, năm giáp nữa ha anh Ba Đức. Vậy là giáp nữa rồi giáp hình ha. Đó, như vậy thì bắt đầu chết 15.000 người nữa quý cô bác. Mà tôi phải ở ngoài Trung mình á, ở ngoài Trung mình á là chết 10.000, cái trận bão á, bão lụt chết ngoài Trung 10.000, ở Bến Tre 5.000 nha, chứ không phải chết một chỗ. Đó, một cái ở Gò Công mình đó. Mà Đức Thầy nói xưa kia bảo lục tỉnh này đó, mà nay cảnh khổ xứ này nhiều hơn đó quý cô bác. Đó, như vậy đó, ở ngoài Trung chết 10.000, ở Bến Tre chết cái năm mà 64 đó quý cô bác, 1964 này ha. Hồi gọi cái cảnh chết ngang nước ngập nguyên một cái làng, 1.000+ cái nóc da mà sập hết trơn, còn là 7 cái gia đình thôi quý cô bác. Rồi lúc mà nước dâng đó ha, gắn gứt ra nó cắn người chết khủng khiếp luôn. Là trên là khoảng trên 5.000 người ở tại Gò Công Bến Tre mình đó quý vị. Đó. Như vậy, đó mình luận chuyện xưa đó, biết việc nay nghe ủng cố di tân.
Thưa cùng quý cô bác, rồi bây giờ nghe, là năm mấy? 2024 phải không? 2024 tất nhiên phải giáp thìn nữa không? Mà không biết coi cái gồng này có y như gồng trước nữa không, khổ nữa. Mà gồng này tôi thấy hình như hơn gồng trước rồi. Anh Năm với anh Ba, anh thấy à, ba em, hồi ở gồng này hơn gồng trước. Gồng này thế giới đau binh gục gã rời luôn, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ thiên nổi đối đau giống Lạc Hồng. Bây giờ giống Lạc Hồng mình có đối chưa? Ở ngoài chung mấy gầy hồi cái tháng 7 vừa rồi bão lụt hang, ở ngoài đối khủng khiếp luôn. Thấy chưa? Ở trong là đất nước Việt Nam mình có ba miền, miền Nam hang, rồi miền Trung, miền Bắc. Cái miền Bắc có 25 tỉnh mà hết cả 10 tỉnh bị bão lụt. Quý cô bác thấy khủng khiếp chưa? Ở ngoài Kon Tum đó hang, động đất liên hoàn. Cái trận là ở ngoài Kon Tum hang là cái trận động đất nặng nhất là 5 Richter. Còn 3.5, 2.8 nữa hang, 3 đó hang. Tàn ơi, nó liên hoàn. Có cái ngày là 28, 29 đó, tháng 7, tháng Tây ngang. Đó, vậy mà là hai cái ngày đó là 30 trận động đất liên hoàn vậy đó. Quý cô bác thấy khổ không? Như vậy thì bây giờ cái năm thìn bữa nay tôi kể quý cô bác không phải là dễ đâu. Đó, như vậy là 60 năm trở lại một lần mà mình nói cái thìn lớn thôi. Còn mấy cái thành nhỏ mà nước dân nhỏ ngập nhà đồ này không kể, ngập nền nhà không kể, ngập lúc nhà mới kể đó. Thấy ấn hồng quý cô bác, như vậy thì bây giờ cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến. Mà bây giờ là chiều mai ngang, năm 1939, năm nay là 85 năm rồi đó. Đức thầy cả đời truyền đạo 85 năm rồi, bây giờ quý cô bác thấy rõ ràng đó. Như vậy thì bây giờ thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, gần thiên địa tuồn đời sắp hạ. Như vậy là sắp hết rồi. Mà thầy nói ra đời viết cái quyển nhất là Hạ Quân, nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi vợ gia can. Năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi. Trời ơi quý cô bác ơi, thiệt là mới cái năm mèo hang mà Phật thầy ta ăn ông nói gì quý cô bác? Đức Phật thầy ta ăn nói nghe, cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngặt mái thiên cơ chẳng dám bày, gắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay. Đông Tây trộn gọn trời che sát, Nam Bắc ê hề đất trở thay, nhân vật 10 hao 7-8 thần tiên thấy gì cũng châu mài. Quý cô bác thấy không, cái cảnh mà thần tiên mà còn phải châu mài đó quá khổ quý cô bác ơi, quý đồng đạo. Vậy thì chúng ta thấy xét lại, tại sao mình đây được yên vui hạnh phúc như vậy quý cô bác? Được ấm no hạnh phúc, được là đi đám tiệc, rồi được thù tạc, rồi tới lui phải quấy, rồi mình đi làm việc thiện, rồi mình cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành bố thí giúp đời. Mình còn rảnh gan làm hết các việc từ thiện. Ở ngoài Bắc ta có làm được hết các việc từ thiện quý cô bác? Nó ngập nước vừa rồi là có chỗ 2 mét mấy. Trời ơi, nó làm cô lập luôn mấy tỉnh như vậy đó quý cô bác thấy không? Nội là cái cảnh khổ như vậy đó. Còn nói nữa nghe, mà thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, không phải ở đây không? Cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu bấy lâu nay, nuôi dưỡng chắc chiêu nay, tận diệt lập đời trở lại. Mà bây giờ quý cô bác thấy không? Bây giờ mình nói cái nước kế bên mình ngang, ở đây rồi qua Philippines bão lụt mình chịu nổi không? Thời ở chuyến này nó nặng dữ lắm. Còn ở Đài Loan đó, rồi ở Trung Quốc bảo là nước dân 3 nhà cửa, lúc máy bay mà thòng dây xuống cứu người đó quý cô bác thấy không? Đó, còn ở mày ở bên Kiều Tiên á, trên 1.500 cái nhà tóc ngập lúc trôi sạch trội quý cô bác không? Tiêu hao. Còn Ấn Độ nữa, Ấn Độ là hao trên là 1.000 cái nấc da mà là chết 300 người đó. Kiều Tiên chết cả 1.000 người quý cô bác thấy đi nổi cái bão kỳ này thôi. Ở Nhật Bản đủ hết trơn, đâu phải cái những nước Việt Nam mình không, mà nước Việt Nam mình bị nhẹ vì nước ở dưới bên kia khủng khiếp luôn đó. Vì vậy thì bây giờ khổ lao đà đi đến như tên rồi, đến bên lưng rồi. Như vậy thì bây giờ còn gì nữa mà chần chờ phải không quý cô bác, quý đồng đạo? Thôi thì chúng ta phải gắng ngang, gắng cố sức. Bây giờ là bây giờ mình đã có
với cái sự mà cái đạo đức sẵn có của mình mà thầy ban cho mình á, thầy để lại cái đất nước Việt Nam viên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên của Phật đó quý cô bác ơi, thôi bây giờ mình nắm bắt cho kịp lúc nghe đó. Thầy nói là mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này mà hút cơ hội này kể trôi qua nghe quý cô bác, có một lúc này thôi, còn nếu mình không tu nghe, thầy nói không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Cảm ơn quý vị. Vậy thì bây giờ mình phải tu mới được, chứ còn bây giờ quý cô bác ơi, không còn con đường mà người ta thường thường cái câu mà người ta nói tiếng thối lưỡng nan đó, có nghĩa là tới họ không được, lui không được, làm giàu không kịp. Tại sao vậy? Thầy nói là lo giàu lo nghèo lo cũng chẳng gành, ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Như vậy thì bây giờ trong gia đình hôm nay này phải không, lo cái bổn phận đáp ơn đó, con cháu để lo là cho cha cho mẹ cho ông cho bà cho cụ viện thất tổ của mình, rồi phải là hồi hướng công đức lành đó, để là cho mình được cái công đức đó, và cái ngày đại hội Long Hoa đến đây mà được gặp diện kiến Đức Phật Đức Thầy đó, mà Đức Thầy nói là Long Hoa mà Đức Thầy nói chọn kẻ tu mi, phải không? Long hội Long Hoa chọn kẻ tu mi à nghe, người hiền đức đặng thọ chân chúa, cho còn không có chọn những cái người hung dữ nghe đó. Cho nên Đức Thầy nói là nghe, bây giờ kiếm con hiền đức dắt về, vậy là có kiếm cái ông hung là đâu hả quý cô bác quý đồng đạo, kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cổ Phật Tây Phương an nhàn. Như vậy thì bây giờ mình đã được ông Phật ra đời là do nhân duyên đâu quý cô bác, kiếp trước á mình đã có tu hết trơn rồi quý cô bác ở trước mặt đây nghe, không phải nơi tiền kiếp của mình á, Phật Thầy Tây An ra đời nè, có mặt mình tu nè được khúc rồi mình chết, phải không? Rồi á là ông Bổn Sư nè, Đức Phật Chùm nè, Đức Bổn Sư nè, ông Sư Giải nè, tới năm 1939 thầy ra đời truyền đạo là thầy nói lần thứ chót gọi lời kêu thúc. Vậy là bây giờ thầy thúc rồi phải không? Bây giờ lão lại thúc đò, đò đưa qua bến giác, phải không? Dòng to. À, vậy là hai miếng mình không á, không bước mau, mau mau cái kiếp chiên càng ngang, để đến đây rồi mà giông bão đến cực kỳ khốc liệt, làm cho chúng sanh khó mà tránh trong cái ngày biến thiên. Đó, vì vậy thì bây giờ mình đã thấy rồi, còn cái mà sự giặc giả mình miễn đi không quý cô bác. Mình nói cái tai nạn khủng khiếp thôi, còn giặc giả thì chiến tranh thì nó mình thấy trơn, ai cũng quẹt lên màn ảnh thấy rồi, tôi khỏi bàn nữa. Vì mình nói cái sự khổ mà cái thiên tai á, mà Đức Thầy cho nói là hội công đồng xem xét hẳn hồi sai chi tướng xuống găng trần thế. Quý cô bác ơi, thấy trận bão nào trận bão nấy hết biết không? Lũ quét ra 280 cái nhà ở trên là Tịnh Biên phải không? Chống lỏng, còn cái nền không. Rồi quý cô bác vừa rồi nha, thấy ở Bến Tre mình á, ở Bến Tre mình 84 căn nhà bị lũ quét sạch trội phải không? Chứ đâu phải không có đây. Đó, như vậy là cái việc là ở thế gian này có hết trơn rồi. Đó, mấy năm trí óc còn ghi lời thầy để lợi có thì hay không? Vậy là có hết trơn rồi. Còn nếu ai không chịu tu, không chịu làm, thầy nói để đến lúc việc gian lưng mà chịu, Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian. Cứ lo là mãi, lo là làm là việc tà tay, làm việc là hung dữ, rồi đến gặp tai binh biến xảy ra, tai nạn nước dâng lửa cháy, thì chừng đó rồi làm sao ai cứu mình đây. Còn bây giờ mình tu đi hán quý cô bác, thì miễn sao mà nước dâng thì thầy nói gì quý cô bác? Thầy nói văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình, phải không? Còn nữa thầy nói ai mà tay dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thôi chừng đó đừng có trách thầy ngang đó. Cho nên thầy nói ngang, để nước đến trơn mới nhảy đùn, nhảy đùn ắt phải lọt ngoài sau, chẳng có xuồng ghe chững mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bọc bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu, phải không? Chừng đó cầu có được đâu. Như vậy thì tôi cùng quý cô bác lúc này nè, còn thời gian, còn cái giờ mà cho chúng ta được làm phước, được làm nhân để giúp đỡ mọi người trong cái cảnh khổ, thương yêu lẫn nhau như con một cha là lúc này đây. Còn để đến cái lúc đó, tôi kể cho quý vị nghe một cái ông gần xóm tôi nghe, ông nhà lầu, mà tôi nói ông Út ơi,
thôi bây giờ á, ông á là có tu rồi, tôi thấy ông cũng có ăn chay lai gai một vài bữa rồi, thôi bây giờ ông làm phước đi ông. Ông ấy nói mấy bầy nó kêu tao làm phước, mà bây giờ tao làm rồi lỡ đời chưa có tới người ta đói thì sao? Mà ổng ở nhà lầu bốn mấy công vụ mà ổng nói lỡ đói thì sao? Thôi anh ba đức ngộ vậy đó. Rồi tôi kêu ông ấy thôi bây giờ ông bố thí đi. Ông nói mày xuống tao bố thí mà nó lỡ mà đời không tới thì sao mày? Đó, tôi nói hồi ơi, ông không tới thì ông hưởng cái phước đức chứ có gì đâu. Mà đời tới ông biết biết ngày nào không? Ông nói không, tao không biết ngày nào. Tôi nói không biết ngày nào như vậy thì ông đâu chắc ăn phải không? Thôi bây giờ thầy bảo là mau mau đi, ông gắng làm liền đi. Vậy đó quý cô bác tôi ngủ không? Cái ông nói không, hình như tao đợi nào đợi tới tao không làm. Tôi nói thầy ơi, ông đừng có đợi, đợi tới ông cho ai lấy đi. Đó, tôi mới hỏi ông đợi tới rồi ai mà nhận cái của ông thí nè? Ông nói vậy hả? À, vậy thôi tao ăn chay 4 bữa mày. Hồi đó ông ăn có 2 bữa, hàng tháng ăn có 1 ngày à. Sao này ông ăn được 4 bữa rồi. Mà ông cho, thì ông cho nhí nhít à. Tổ từ thiện lại cái ông cho có 50 ngàn thôi, cô bác ở nay nhà gì cho 50 ngàn à. Đáng lẽ ra tao phải 500 triệu gì phải không? Tàn ơi, ông nói hồi ông thẳng từ từ mày. Vậy đó mà quý cô bác tôi ngủ ông làm vậy đó mà lây quay mới có 5 tháng sau. Ông nín thở đi luôn. Đâu có làm kịp đâu mà chưa được ăn chay trường nữa. Đó quý cô bác thấy không? Như vậy thì cho nên Đức Thầy bảo là khuyên niệm Phật thăng gần chưa rảnh, lúc bắt hồn mất việc cũng đi. Vậy cho nên ổng chưa có làm phước được bao nhiêu à, chưa có ăn chay, chưa cúng lại mà chết rất uổng. Cho nên Đức Thầy nói trong cái bài mà tư tưởng đó, khuyên niệm Phật thăng gần chưa rảnh, lúc bắt hồn mất việc cũng đi, chắp tay niệm Phật từ bi. Thấy không? Lòng ta ta biết ai mà mặc ai, cuốn sổ bình sanh công giới tội, chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai. Thất đức thì ma quỷ gói lòn, tu đức thì ma quỷ tiêu tan. Phải gắng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Phải không quý cô bác? Ừ cho anh chàng hóa tay luôn đi. Tu đi rồi chết. Thấy không quý vị, quý đồng đạo quý vị? Bây giờ mình thấy trong cõi đời này là giả tạm, nay dày mai khác thân thế lạc lưng, của cải gia tài như đám bù dân trước gió. Nước bọt mây bèo, những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả trong nhân loại không thiếu sót một ai. Vì vậy cho nên ai ai cũng phải đi theo cái định lực. Vậy thì bây giờ mình ở đây còn ngần ngại chuyện chi, còn đợi chuyện gì, phải không? Mà chưa chịu làm, bây giờ gán thực thi cho kịp lúc. Để khi mà như cái ông nãy tôi kể đó quý cô bác, có 5 tháng sau thôi mà ổng đi rồi. Nó cũng như là có một cái em này nha, nhỏ hơn tôi có 1 tuổi, tuổi tỷ thôi. Đi qua đi lại hồi năm tiếp tôi gặp ông tôi khoái quá. Mà nói nhậu nghe ngậu ngu ghen. Tôi bữa nào tôi theo mấy anh tôi làm bữa coi. Mới nói vậy qua bữa thứ ba nó chết rồi. Mới có nói bữa nào tôi theo mấy anh tôi làm đạo bữa coi, vậy mà chưa có làm ngày nào nó chết rồi đó quý cô bác thấy không? Mau không? Bởi vậy trong cái cảnh này á, mình đừng có đợi, muốn tu đừng đợi chiều mai. Thầy nói mà phiên người ghen sớm thì xài lâu hơn. Như vậy thì bây giờ lập công bồi đức ngay trong cái lúc này nè, ngay trong cái lúc mình còn đương thời. Vì vậy cho nên là tu mới kịp ngang, chứ để đây rồi là tử thần đến thì kể như là mình không còn cơ hội để làm việc phước đức, để tạo tác phước điền. Cho nên Đức Thầy bảo chúng ta phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Như vậy mà bây giờ mình còn sanh tiền đây, mình không ăn năn, không làm bổn phận, chết đâu có làm được không quý cô bác? Chết tu không được phải không? Cho nên Đức Thầy bảo với tín đồ như thế này nè. Các anh em tín đồ mới hỏi dạ thưa thầy, chứ bây giờ tôi thấy là cái người ta đó nha, là nó cái đời này nó ngộ lắm thầy ơi. Hãy tự nhiên cái ông này đau cái ngã lăn ra chết, cái ông kia là bệnh là chưa có chở tới bệnh viện là chết rồi, còn ông nọ đau chưa có uống miếng thuốc nào trơn chết rồi, có ông ngủ đêm sáng ngày thức dậy chết rồi. Các anh em ngồi luận vị đó quý cô bác ơi,
thì mấy ông này nói hồi ơi chết như vậy á là sướng nhất đó, chết vậy là ngon đó. Cái đức thầy trong bước ra thầy nói mấy ông nói sao chết vậy mà sớm ngon, không có được đâu nghe, chết như vậy là xấu nhất đó. Đức thầy cho biết rằng như vậy nè, có nghĩa là chết mà còn biết niệm Phật là mấy ngon, chết mà biết trước ngày giờ mấy là ngon đó. Vì vậy cho nên còn mấy ông mà chết tất tới tối, chết không kịp cháu, chết không rút mang ngang, chết nửa đêm đó, Đức thầy nói là chốn âm ti ngưu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn. Phải không quý cô bác? Chốn âm ti ngưu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn hả? Ra cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Như vậy là chết cái đó không có được nha. Mấy ông tu đi rồi chết. Mà thưa cùng quý cô bác, Đức thầy bảo mình tu rồi chết là sao? Đức thầy nó hứa nè, đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao, gọi các linh hồn, gọi chân linh hồn của mình về ngang đó. Rồi còn nữa, mà quý cô bác tu đây tới cái ngày mà thầy trở về lập đại hội long qua, thầy nói gì? Thầy nói mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát linh giữa kề đó, ngon không? Rồi còn nữa, đức thầy nói ngang trần lập hội thì người già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn, chết ngon không quý cô bác? Đổi xác thai hồn chứ không có chết. Cấp này là hết kêu chết rồi. Hồi nãy là kêu thầy á, là kêu gắng tu đằng mà chết, phải gắng tu đằng mà chết. Bây giờ thầy nói là đổi xác thai hồn rồi. Còn mà cái ngày thầy trở về ngang, quý ông già như vậy, tóc bạc vậy đó ha, sau này thầy cho biết là lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la đó. Vậy thì bây giờ chúng ta tu đi rồi là sẽ hưởng được cái nguồn ân đức mà đức thầy đã ban cho, sao hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh đó. Như vậy đó là mới là ngoan, mới là nghe là thầy, mới là con của Phật. Vì vậy cho nên á, thời kỳ này, tại vì chúng ta thấy cái sự chết chóc nó quá thường rồi, bây giờ không ai ghê nữa trơn quý cô bác. Bây giờ người này chết, cái tới người chết, khác chết, có nghĩa là xưa nay ai cũng chết, vậy ta không ghê. Mà điều ghê nhất là chết, là cái ghê như thế này nè quý cô bác. Đức thầy cho mình biết, khi nhắm mắt hồn vào địa ngục, thấy không? Chịu muôn điều câu thúc phạt găng. Khi nhắm mắt mà hồn vào địa ngục mới ghê phải không? Mới sợ. Đó. Vậy thì bây giờ mình nhắm mắt á, mà như vậy nè, mấy sung sướng nè, mấy hạnh phúc nè, Đức thầy nói nha. Bây giờ hiền lành nhắm mắt thấy nồng tiên, còn hạnh phúc. Như vậy đó là mấy ngon mấy hạnh phúc nha. Chứ còn mình tu mà không được là cái hạnh phúc thì đâu có tu chi vào. Vì vậy cho nên Đức thầy cho mình biết ngang, tu đi là sau cái ngày này một mình thôi. Mà người xưa có câu, đập thọ khai qua dạng thọ hơn, một cây trong rừng thôi nó chỗ bông là ngàn cái bông khác được lấp lây, phải không? Nhất nhân đắc đạo cửu viền thăng, một người tu đắc đạo cứu được tổ tông ông bà của mình trong bảy đời, phải không? Đó. Cho nên thầy nói gán tu đắc đạo cứu cụ biền, thoát chốn mê đồ đánh cảnh tiên, ngọ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Như vậy là tu vậy mới được, chứ đâu phải mình tu có mình. Thì chiến này chưa có lời, mà chiến này thầy cho mình biết là mình tu á là đầy đủ vốn và đầy đủ lời luôn nha quý cô bác. Hỏi sao tôi nói đầy đủ quá vậy? Hạnh phúc mà Đức thầy ban cho, hạ ngoan trời Phật thả tù, niệm một tiếng Phật Phật bù 10 câu. Đà, như vậy thì lời xưa đã cho mình biết vậy, niệm một tiếng Phật thôi. Mà mình niệm một câu niệm Phật, Phật cho vào 10 câu. Như vậy mà không ngon sao được, thầy nó kỳ xá tội nó còn một lúc. Vậy là con lúc này nghe có cơ hội này, thì quý cô bác mình tu cái lúc này nghe là hạnh phúc nhất, là yên vui nhất, để cho mọi người thấy được. Cho nên Đức thầy đã bảo như thế này nè. Đức thầy nói là tầm sức nhỏ còn làm nên kén người không lo, có thẹn hay chăng cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vậy thì trong thời gian này chúng ta phải gắng cố gắng ngang, chứ sự thật ra mà ở cái cảnh này mà vui say nha, theo cái cuộc mà ở ngoài là đường, rồi là cái kẻ mà đi đến
vẫn dơ đầu đường xó chợ rồi á, là cướp bóc giành giật đó ngang sau này ngang, giờ phải lâm vào cái cảnh khổ. Mà Đức Thầy nói đồ la muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thiền chuyên chở lúc can qua, can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn ngò, tiên cảnh Phật đài xem gỡ gỡ hoàng cầu đến đó âm cùng no. Sao mà còn nữa thầy dẫn nè, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chế này vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mối phàm trần, dạng kiếp kiên bồng lai. Hết giờ quý cô bác ơi, tại vì cái thời gian á, mà thời hồi bất thế lai, mà thầy nói trời sáng ra kế lợi thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chóng đổi thay, chữ phù dân phú quý nay mai, lần giới chuyển dời qua đổi lại, cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm như tuổi lão bành, đời hảo hơn hay chết tuổi xanh, như thở trước nhan hồi còn trẻ, miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cổ phong thần tại thế. Và cảm ơn toàn thể chư vị đồng đạo, và cảm ơn gia đình, và cảm ơn quý vị cho năm tiếp lên đây mấy mươi phút rồi để tâm sự chuyện trò nhắc nhớ để đồng tu đồng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.